quý vị và các bạn, Bắc Bộ và Trung Bộ đã trải qua 2 ngày nắng nóng liên tiếp trên diện rộng với cái nắng chói chang, gay gắt kéo dài suốt từ sáng sớm cho tới tận chiều muộn. Nhiệt độ ở hầu hết các nơi đều đồng loạt ở mức từ 35 đến 37 độ. Ở các điểm thuộc vùng tâm nóng, nhiệt độ còn cao hơn 37 độ như Phú Yên, Sơn La, Hòa Bình, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Láng, Hà Nội, Thanh Hóa, Tây Hiếu ở Nghệ An, Đô Lương, Nghệ An và Hương Khê, Hà Tĩnh. Trong tiết trời nắng nóng gay gắt như thế này, nếu phải lưu thông làm việc ngoài trời lâu rất dễ bị say nắng, say nóng. Người bị say nắng, say nóng sẽ thấy da nóng và khô, mệt lạ, đau đầu, khó ở, đỏ mặt, nôn mửa và tiêu chảy. Một số triệu chứng khác có thể xảy ra như giảm khả năng đánh giá, cử chỉ kỳ cục, ảo giác, thay đổi ý thức, lẫn lộn, mất định hướng và hôn mê, co giật. Nếu bệnh nhân không được xử trí kịp thời, có thể để lại các di chứng thần kinh không hồi phục và tử vong. Với những trường hợp bị say nắng, say nóng cần phải được sơ cứu ngay lập tức khi chưa có sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Trước tiên phải đưa ngay vào chỗ mát, thoáng gió, nới lỏng quần áo, cho uống nước mát có thêm chút muối để bù nước và điện giải, chườm khăn lạnh cho hạ thân nhiệt. Những thông tin này rất hữu ích cho quý vị bởi tình trạng nắng nóng sẽ còn tiếp diễn tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Khu vực từ Thanh Hóa cho tới Bình Định từ nay đến ngày 23 tháng 6 với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 cho đến 38 độ, có nơi lên tới 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ sẽ trong khoảng từ 11 cho đến 16 giờ. Nên quý vị lưu ý sắp xếp công việc hợp lý, đặc biệt là các công việc ngoài trời để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe. Khu vực các tỉnh Nam Trung Bộ từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận trời có mây nhiều hơn. Thời điểm chiều tối đến đêm có mưa dông xảy ra cục bộ nên nắng không quá gay gắt như khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Tại đây nền nhiệt độ cao nhất ngày mai ở vào khoảng từ 31 cho đến là 33 độ. Xu thế tăng nhiệt cũng diễn ra trong ngày mai ở cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ban ngày thời tiết khô ráo, nắng xuất hiện nhiều hơn nên nhiệt độ có tăng nhẹ lên so với 24 giờ trước, nhưng chưa quá cao. Trưa chiều vào khoảng từ 31 cho đến 34 độ tại Nam Bộ và từ 29 cho đến 32 độ tại khu vực Tây Nguyên. Về chiều tối, đới gió Tây Nam lại hoạt động nên mưa dông lại xảy ra nhưng diện và cường độ mưa cũng không nhiều. Tập trung tại các tỉnh phía Nam Tây Nguyên như là Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng và các tỉnh thành Nam Bộ. Trời mát mẻ về đêm với mức nhiệt từ 21 cho đến 23 độ tại Tây Nguyên và từ 25 cho đến 27 độ tại khu vực Nam Bộ. Chuyển sang thời tiết biển, ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, thời tiết sẽ chuyển tốt dần, trời ít mưa hơn, ban ngày tạnh ráo, có nắng. Gió trên biển thổi đều theo hướng Tây Nam với cường độ ở mức cấp 3, cấp 4, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Các tàu thuyền yên tâm lưu thông cũng như khai thác trên các ngư trường truyền thống. Còn tại khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, gió Tây Nam hoạt động với cường độ trung bình cấp 4 cho đến cấp 5 nên sóng biển không vượt quá 2 mét, biển ổn định. Mưa dông xảy ra với lượng không quá nhiều, chủ yếu tập trung vào chiều và tối nên ít gây trở ngại cho các hoạt động của tàu thuyền. Như vậy là nắng nóng vẫn rất tiếp diễn tại Bắc Bộ và Trung Bộ cho tới cuối tuần này, nên quý vị cần lưu ý giữ gìn sức khỏe trong những ngày hè nóng nực. Và tới đây thì bản tin thời tiết tổng hợp tối nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại!